Phần lớn của một trong bốn cảng lớn nhất của Canada đã phải tạm dừng hoạt động do một vụ cháy hóa học báo động cấp 4 đã bùng lên tại phía đông thành phố Vancouver. Người đại diện cảng Metro tại Vancouver John Parker Jervis cho biết, các hoạt động bên bờ phía nam của cảng đã phải tạm dừng hoạt động sau khi một chiếc container bị cháy trong khu cảng. Chiếc container bị cháy chứa axit và các hợp chất hữu cơ độc hại thường được sử dụng trong công nghiệp để tẩy trắng và khử trùng. Quản lý cảng cho biết, các phản ứng khẩn cấp đã sẵn sàng và sẽ cho sơ tán nếu cần thiết. Trong khi đó, cảnh sát địa phương đang kêu gọi người dân trong vùng ở trong nhà và đóng kín các cửa sổ để đề phòng khí độc. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo thương vong hay nguyên nhân gì khiến bùng lên ngọn lửa. Các nhân viên cấp cứu cho biết đã cho phong tỏa đường sắt đi ngang qua cảng sau khi sự cố xảy ra, trong khi các chuyến tàu đi về vùng ngoại ô cũng bị hủy hoặc là hoãn chuyến. Truyền thông địa phương đã cho đăng tải một đoạn video cho thấy những cuộn khói cuồn cuộn bốc lên từ khu cảng, xen lẫn trong đám khói đó là những kiện container đang xếp chồng lên nhau.